mẹ hôm kia sủa cả team chơi The Forget. Tới thằng lồn ba gà, ốp chim phép thấy đâu như con gặp. Thì từ từ anh em, bây giờ chưa chơi, từ từ vài bữa nó chơi. Thằng kia này đẹp trai này, xấu mỗi cái mặt, thằng lồn min địt mẹ mày 300 giây. Thằng lồn min 300 giây thẳng mặt, địt mẹ. Thằng ngu cứ mang người ta 300 giây, lồn cuốn 300 giây luôn. Đang rảnh mà nè. Hello Kid mới đi làm về có biến gì lớn vậy Kid? Đâu có biến gì đâu, gia đình bỏ. Đâu có biến gì đâu. Mày chơi gái giỏi chứ chơi game như con cặc. Chơi gái mới như con cặc, chơi game giỏi. Còn chơi gái là không có được, không có biết chơi gái luôn. Rồi cái lòng má nó xin vai thôi. Thôi không cho nó đâu, nhiều quá không cho nó đâu. Xin nhiều quá cho không hết. Mẹ nó lúc đầu một hai hàng còn cho được, giờ nhiều quá. Giờ mấy ông xin nhiều quá không cho hết được. Xin ít ít thôi thì cho được. Nhiều quá cho không hết. Giờ là đi tới con gì? Hecarim đi. Hecarim anh em. Hecarim. Kít ngựa, kít ngựa. Thấy con Hecarim bữa giờ người ta đánh nhiều, giờ sẽ đánh kít ngựa đây, kít ngựa. Quên kít ngựa. Cứng hả? Mấy ngày mày đánh kích ngựa đi. Kích ngựa. Kích ngựa, kích ngựa. Kích ngựa. Má skin nhiều quá, không biết sẽ dùng skin nào luôn á. Skin nhiều quá. Skin nhiều quá anh em ơi. Không biết dùng cái skin gì hết. Rồi. Nghe tôi đi tết với gà gát rồi. Nghe tôi đi tết với ông gà gát rồi. Nó cho người ta 300 giây lúc nhiệt tình như lúc anh sạc nhiệt tình kích cho gà ai luôn hết vậy. Thằng lòng kin kin la tơ này địt mẹ mày 300 giây. Thằng mặt lòn sống dơ bị Adonis kích. Nhờ kích vậy mà tôi mới khỏe á, chứ tôi còn mà chơi chuyên nghiệp là tôi địt mẹ mày tôi như con chó rách rồi. Nhờ kích tôi cũng cảm ơn á, nhưng mà không có bị kích anh em, không có bị kích anh em, đừng có dùng cái từ kích. Anh em nói kích vậy xong nhiều ông tưởng thiệt á. Xong người ta chửi inbox anh Lộc đồ, anh Lộc mà chửi chửi thầy Liêu đồ, chửi Adonis đồ, tội người ta. Bữa tôi đi ăn đám cưới rồi tôi gặp anh Lộc đồ này, anh Lộc mới hỏi tôi ủa em xem em stream gì mà em nói em stream mà bộ em nói người với lại mấy bạn là em bị kích hả, em bị đánh kích hả, sao tụi nó hỏi nhiều quá. Chứ nói đâu có đâu anh, tại tụi nó giỡn tụi nó nói á, chứ mấy ông giỡn vậy mà mấy ông sợ mang tiếng á, tôi bình thường. Anh em cũng biết rồi, sáng giờ mình thua nhiều quá, sáng giờ mình thua nhiều quá. Mà bây giờ nãy giờ biết mà cái quần anh ba để bên đó là đủ má, tôi qua tôi lụm liền rồi đó. Tôi bỏ túi rồi đó. Chỉ như anh em biết rồi đó, người ta nói là cái nhau mèo không. Đi đánh bài mà người ta hên, người ta thường nói, người ta có câu là mày đem nhau mèo em hay gì mà hên dữ. Là cái quần anh ba giống như cái nhau mèo vậy. Sáng giờ tôi thua quá, tôi tính qua tôi lấy cái quần anh ba tôi bỏ túi. Ôi chết mẹ, lên hai, lồn rồi. Thôi, được rồi. Ừ đúng rồi, lấy cái tóc biến đó. Chết con mẹ mày. Cảm ơn Lê Hiệu nha, cảm ơn Lê Hiệu nhiều. Thôi rồi em không chơi đâu. Đéo biết chơi kêu yếu phải đầu tiên. Thôi rồi em không chơi đâu. Thôi rồi em không chơi đâu. Biết mẹ mày luôn đó, mặt lồn. Má tướng gì đâu mà yếu quá.
Tướng này lụng má, tướng này nó làm ra thì xóa mạng tướng đi, tướng yếu phải lồn. Mẹ mày, thích chơi. Thích cà khịa. Thích cà khịa, địt mẹ mày. Thích cà khịa. Trời ơi, địt mẹ mày, xuống chị ba đéo chết, yếu quá. Nè, địt mẹ mày, bố mày lên cấp 6 rồi có chuyện nha. Không, pha đó lời. Phá lời, phá lời, đổi hai bùa lời. Lồng gửng lên, lồng gửng lên chắc rồi. Lồng gửng lên. Gửng lên em ơi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Hết kinh nghiệm thôi. Má pha có gì đốt chết nữa. Được mẹ mày, đẻ ra được lò mày luôn á. Đẻ ra được nó luôn, tôi đẻ ra được nó đó. Tôi đẻ ra được luôn. Pha tôi ỉa ra luôn á. Biết nó lên luôn mà. Nghe được cái tiếng bước chân nó lên. Thì mẹ mày trả cái blue lại cho tao liền. Lồng chích. Trả cái blue lại liền. Lồng chích sao hơn kìa, nó sâu lưng kìa. Trời ơi, kén ngang mọi người. Kén ngang người. Lúc đầu kiểu như hồi xưa là tôi đánh con này là tôi 100 hết carry mày nè, mà để đánh rừng thôi chứ chưa có đi top, cho nên chưa có quen cái con tướng này lên top cho lắm. Chứ bây giờ mình quen à thì nó khác. Cái lồn mẹ mày, mày nhìn vi tha cho mày. Nè, mày lên mày farm cái quay này là đủ má mày gãy người. Mày gãy người. Ôi, đừng có bỏ tao. Ôi, địt mẹ mày hạ đi. Nè. Thằng nào chạm mặt cho pha mày mít một cái là đủ. Má mày xe cán thẳng qua người liền nè. Rồi, tính tiền. Rồi đi luôn nha, đi trước nha. Tính tiền, tiền mẹ mày. Thằng nào, khu nét. Tính tiền. Cảm ơn gia đồ nha. Về đây. Mua đó. Anh em chỉnh 0.5 giúp kia cho anh em ơi. Thua đó, về đi. Về. Làm ơn luôn đi, về đi.
Má thằng lồn mày, mẹ mày. Sáng đi học quên xúc miệng lên trả bài bị bà cô chơi mồm thối đụ mà đấm vô cái mặt ba liền. Nhất là thiệt mày mà mấy đứa mà kiểu như là sao ta, cái đó gọi là body shaming đó. Thiệt mẹ mày vừa chửi cái là đấm thẳng mặt quá như này. Mẹ mày bà nói cái gì? Mồm người ta thối như bà, mẹ mày bà nói sao mày nói nhỏ nó chứ ấy chứ ở dưới biết bao nhiêu người. Bà nói lớn kìa tôi quê với người ta sao? Nói với bà vậy liền. Thầy mấy ông như thầy ba rồi mấy ông chửi dữ lắm mà sao về cô mấy ông chửi mầm thói mấy ông im ga. Chửi là ai? Thôi mọi người ơi, mình up chim mình qua bên no line nha mọi người. Mình up chim mình qua no line mình chơi game ma đây thì có gì mọi người qua bên no line với mình nha. Mọi người qua bên no line với mình thôi không? Qua bên đó chơi 1-2 game nữa. Qua bên đó chơi 1-2 game liên minh nữa chơi game ma mọi người qua bên no line với mình nha. Đây, link no line của mình đây. Cảm ơn mọi người sáng giờ ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.